Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Đức, trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện từ đầu năm 2023 đến nay, Đức đã cho hơn 100 lượt người, chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch vay với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất trên 120% một năm, đã thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng. Để vay được tiền, con nợ phải thế chấp thẻ ATM, căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội. Cùng có quốc tịch Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng để du lịch, thế nhưng hai nữ du khách người Hàn lại bị chính hai nam đồng hương trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hai đối tượng người Hàn Quốc tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 8 tháng 4, nhận tin báo của hai du khách Hàn Quốc tạm trú tại một căn hộ trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng bị mất hai điện thoại di động, 200 đô la Mỹ và 500.000 đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc điều tra xác minh. Đến 16 giờ cùng ngày đã làm rõ và tiến hành bắt giữ được hai đối tượng người Hàn Quốc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vào rạng sáng ngày 8 tháng 4 đã đột nhập vào căn hộ nơi những đồng hương đang tạm trú và trộm cắp số tài sản trên. Thưa quý vị, dự kiến vào sáng nay ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân, quê ở tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land, cùng các đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến vụ thổi giá hai mã cổ phiếu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong số 6 công ty, gồm Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng. Lợi dụng vị trí của mình, Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu, thu lợi bất chính. Ngoài ra, Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Chí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên. Đối với hành vi của Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, TVB và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất chính khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, thì Công ty Quản lý Tài sản Chí Việt hưởng lợi bất hợp pháp 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. Sử dụng xe bán tải để vận chuyển, tàng trữ ma túy đi tiêu thụ, Giàng Xeo Xín, chú huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai bắt quả tang cùng tăng vật là hai bánh heroin. Nhìn thẳng đấy à? Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 4, tại khu vực thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô bán tải 25C02995 có nhiều biểu hiện liên quan đến tội phạm ma túy. Tiến hành áp sát, kiểm tra và bắt quả tang người điều khiển phương tiện là Giàng Xeo Xín về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin. Bước đầu, đối tượng Giàng Xeo Xín khai nhận mang hai bánh heroin từ huyện Mường Khương sang thị xã Sapa để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch nhằm kiếm lời. Khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Công an phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng là Trần Văn Loan, quê tỉnh Thanh Hóa, Mai Thành Thịnh, quê An Giang, Nguyễn Thanh Trường Em và Nguyễn Văn Tỏ cùng chú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào tối ngày 8 tháng 4, tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên địa bàn phường An Bình, thành phố Biên Hòa, phát hiện 4 đối tượng đi 2 xe máy, trên tay cầm dao mã tấu đang la hét trước cổng công ty Ajinomoto đòi đánh bảo vệ. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng định bỏ chạy, tuy nhiên đã bị tổ công tác 161 kịp thời bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ban đầu là do Loan và Tỏ có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong công ty Ajinomoto. Sau đó Tỏ về nhà rủ thêm Thịnh và Em mang dao mã tấu quay lại công ty tìm nam thanh niên để đánh. Tuy nhiên khi bị lực lượng bảo vệ chặn lại, các đối tượng đã gây sự đòi đánh bảo vệ. Được biết Tỏ có một tiền án về tội giết người, Thịnh có một tiền án về tội cướp tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 4, kỷ niệm tròn 45 năm Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. 45 năm qua, Nhà hát Tuổi Trẻ đã tạo dựng được một thương hiệu nghệ thuật uy tín với hơn 500 vở diễn, chương trình nghệ thuật, khai thác ở nhiều nhóm tác phẩm. Trong bối cảnh hiện nay, khi ngành nghệ thuật biểu diễn cả nước đều gặp nhiều khó khăn, Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn vững vàng, bản lĩnh, có những tìm tòi, đổi mới, sớm thích ứng với sự chuyển đổi và biến động của kinh tế thị trường. Đặc biệt, kiên định với sứ mệnh mang nghệ thuật phục vụ cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường lịch sử của Nhà hát Tuổi Trẻ trong phóng sự ngay sau đây. Năm 1977, nghệ sĩ Hà Nhân, khi ấy là quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cùng đạo diễn Phạm Thị Thành đã bắt tay xây dựng một đề án thành lập một nhà hát dành cho tuổi trẻ. Những cái tên đã được cân nhắc như Nhà hát Thanh Thiếu Nhi Việt Nam, Nhà hát Khán giả Trẻ, Nhà hát Trẻ và cuối cùng, cái tên Nhà hát Tuổi Trẻ đã được ra đời. Cái Nhà hát Tuổi Trẻ là từ chị Hà Nhân. Là lúc bây giờ bà ấy là cục phó cục nghệ thuật biểu diễn, coi như là cục trưởng đấy, từ khi tôi đang học ở Nga cơ. Về coi như hai chị em cùng là người sáng lập ra nhà hát. Cùng với kịch dành cho Thanh Thiếu Nhi, Nhà hát Tuổi Trẻ đã rất sớm bắt tay vào dàn dựng một loạt các tác phẩm kinh điển được coi là chuẩn mực của sân khấu. Đó là những kiệt tác của một loạt các kịch tác gia lớn của quốc tế như William Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht, Henrik Ibsen của các đạo diễn như nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Nghi, nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đã truyền tải được nội dung, ý nghĩa, tinh thần, thông điệp mà nguyên tác thể hiện. Thách thức ấy đã được Nhà hát Tuổi Trẻ chinh phục và khắc ghi những dấu ấn đậm nét trong dòng chảy sân khấu Việt Nam qua các tác phẩm để đời như Âm Mưu Tình Yêu, Aesop, Othello, Arthur Miller, Tất Cả Đều Là Con Tôi, Cậu Vanya. Nhà hát Tuổi Trẻ xây dựng cái thương hiệu của mình bằng chính những nghệ sĩ giỏi, tài năng và thu hút được rất đông các nghệ sĩ tài năng. Phải nói có một cái truyền thống từ thời cô Phạm Thị Thành cho đến anh Tiến Thuật, rồi đến anh Trương Nhuận, anh Lê Hùng, rồi anh Chí Trung và bây giờ là anh Sĩ Tiến. Thì thời nào Nhà hát Tuổi Trẻ cũng có những giám đốc hết sức là nổi trội. Bởi nổi trội ở cái cách quản lý, nổi trội ở cái cách nhìn nhận và nổi trội ở cái cách xây dựng thương hiệu cũng như là xây dựng tác phẩm và đặc biệt là xây dựng những ngôi sao. 45 năm qua, cùng với thành công và để lại dấu ấn về các chương trình ca múa nhạc dành cho thanh thiếu nhi, các chương trình hài kịch, kịch câm và nhạc kịch, có rất nhiều lứa diễn viên, những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhà hát, trong đó có những gương mặt diễn viên của nhà hát vừa đóng kịch, vừa trở thành gương mặt diễn viên truyền hình nổi tiếng. Với cái hoạt động của phim truyền hình thì lại cũng ngoài câu chuyện là cần rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ tài năng, thì cái phong cách diễn xuất hay là những cái nôi đào tạo của Nhà hát Tuổi Trẻ lại cho thấy một cái lứa nghệ sĩ rất phù hợp. Họ diễn mang tính chất là đời, họ diễn với sự tự nhiên hoặc đôi khi họ cũng tỉnh táo để mà giản lược bớt những kỹ năng sân khấu để phù hợp với cái thể loại phim truyền hình. Thì nói đúng là phim truyền hình được thừa hưởng và được gọi là giúp sức để lan tỏa hơn những cái tài năng đó đến với công chúng. Hát vang lên Nhà hát Tuổi Trẻ, cháy trong tim ngọn lửa yêu thương, là niềm tin, là tình yêu. 45 năm qua, tôi tin rằng các thế hệ, các cô, các chú, các chị thế hệ đi trước, cũng như chúng tôi đang tiếp bước, chắc chắn tin tưởng một điều rằng các nỗ lực của các thế hệ đã đóng góp vào cái sứ mệnh, vào cái tên tuổi của Nhà hát Tuổi Trẻ. Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục gìn giữ và phát triển những tinh hoa của sân khấu, nhất là sân khấu dành cho tuổi trẻ. Và đó chính là niềm tự hào mà chúng tôi đã đạt được. Thưa quý vị, trong bản tin trước, chuyên gia đã có những phân tích xung quanh đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với game online. Về vấn đề này thì các doanh nghiệp thì cũng đã đưa ra những vấn đề khó khăn mà họ đang gặp phải. Phân tích về lý do của Bộ Tài chính áp thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, chỉ ra những điều bất hợp lý, bởi thực tế, lợi nhuận của game online chỉ còn 3-8%. Đây là mức thấp
Nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt thì người chơi sẽ điều chỉnh hành vi tiêu dùng sang dịch vụ khác tương tự, nhưng của nhà cung cấp nước ngoài. Liệu trong cái chiến lược của Việt Nam thúc đẩy cái công nghiệp số, nội dung số, chuyển đổi số thì việc mà đánh thuế đối với ngành này liệu có phù hợp hay không? Khi mà bản thân ngành game online cũng chưa được hưởng những cái ưu đãi tốt như là các ngành khác, nhưng như phần mềm thì còn được giảm thuế, nhưng ngành game online trong nhiều năm rồi không được giảm thuế. Và đặc biệt là cái tác động rất lớn của ngành game online hiện nay. Trong khi đó, nhiều đơn vị sản xuất game đã chỉ ra rằng năm 2022 có ít nhất 10 doanh nghiệp game bị phá sản. Top 10 doanh nghiệp game lớn nhất Việt Nam cũng phải cắt giảm nhân sự. Nếu bị áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt thì những game do các công ty trong nước sẽ bị đội giá lên cao. Người chơi chắc chắn sẽ chuyển sang sử dụng các trò chơi không phép với chi phí thấp. Dù mình chỉ là đơn vị thu hộ thuế thôi, nhưng sẽ khó khăn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến người tiêu dùng cuối, chính là các game thủ. Thì nhu cầu chơi game của người dùng là không thể thay đổi được chỉ vì một chính sách. Khi họ không thể chơi được với những game của nhà cung cấp Việt Nam chỉ vì chi phí quá cao, thì họ sẽ chuyển dịch sang chơi những game xuyên biên giới hoặc là những game mà không được cấp phép của các nhà cung cấp nước ngoài. Thưa quý vị, doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng phần lớn các cá nhân tổ chức làm game sẽ đóng thuế cho nước ngoài. Nhiều công ty khởi nghiệp do người Việt Nam sáng lập kinh doanh tại thị trường Việt Nam, nhưng lập công ty ở nước ngoài dẫn đến truy thu thuế khó khăn. Vậy cần có cơ chế chính sách như thế nào để không thất thu ngân sách mà vẫn quản lý được lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử ở trong nước? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích của ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội ngay sau đây. Cảm ơn ông Phan Đức Hiếu đã trở lại với chuyên mục của ANTV hôm nay. Hiện nay thì Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đề xuất về việc áp thuế đối với ngành nghề kinh doanh game online. Thế nhưng mà nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là để mà thu hút cũng như là phát triển cái thị trường game online tại Việt Nam và để doanh nghiệp có thể quay trở lại với thị trường Việt Nam thì chúng ta cần phải có những cái ưu tiên trước khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt như vậy. Ý kiến của ông có chia sẻ như thế nào về vấn đề này? Phải hiểu là cái nhu cầu ta gọi là giải trí này, nhu cầu chúng ta phải gọi là thư giãn này, thì theo tôi là đây là một cái nhu cầu rất thực tế. Và như vậy thì nhiều khi nhìn lại con số đấy thì những người như bình thường như tôi thì thậm chí lại còn có suy nghĩ ngược lại là liệu chúng ta làm sẽ nên hạn chế. Thì tất nhiên là thông qua cái mục tiêu của thuế không phải là hạn chế phát triển khu vực này, là hạn chế cái việc tiêu dùng quá mức gây ra những cái hậu quả về xã hội, nhưng vô hình chung nó cũng sẽ là những cái biện pháp mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển. Thế nhìn vào cái quy mô như vậy, rõ ràng cái việc đầu tiên thậm chí chúng ta phải nghĩ đến là làm thế nào để phát triển hơn nữa cái ngành dịch vụ này, và thậm chí nó trở thành một cái ngành dịch vụ mà có đóng góp tích cực, đóng góp to lớn cho các cái hoạt động kinh tế xã hội. Nhiều ý kiến thì cũng lo ngại rằng liệu chúng ta có đánh thuế công bằng được với các cái doanh nghiệp mà kinh doanh game trong nước và đối với doanh nghiệp mà kinh doanh game đặt tại nước ngoài hay không. Về cái vấn đề này thì ông có đánh giá như thế nào? Nếu như theo tính toán hiện nay thì rõ ràng là nếu như chúng ta thực hiện cái mức thuế này thì rất khó để có thể đánh thuế với các nhà cung cấp ở nước ngoài. Và như vậy thì đối tượng đầu tiên bị tác động, đối tượng đầu tiên có thể nói gọi là bị thiệt thòi chính là các nhà cung cấp dịch vụ trong nước. Và như vậy thì đây là một cái điều mà hết sức cân nhắc để xem rằng liệu rằng là nếu chúng ta đánh như vậy thì vô hình chung là chúng ta có thể không đạt được mục tiêu, nhưng vô hình chung chúng ta lại đặt ra những cái gánh nặng và gây ra những cái tác động tiêu cực đối với chính những cái doanh nghiệp gọi là những nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam. Một vấn đề đáng quan tâm nữa là đối với loại hình kinh doanh game online thì làm thế nào để đảm bảo thuần phong mỹ tục cũng như là tránh những cái phản cảm trong game online ấy, thì chúng ta cần phải có cái sự quản lý chặt chẽ hơn nữa bên cạnh cái việc là suy xét đến việc áp thuế, phải không thưa ông? Trước khi chúng ta nghĩ đến cái việc chúng ta đánh thuế thì chúng ta cũng đòi hỏi một cái tư duy theo tôi là phải thực sự là khách quan và thực sự là toàn diện. Ở cái điểm là liệu rằng là nếu như ngoài cái chính sách thuế này mà chúng ta muốn ta gọi là hạn chế những cái game độc hại, hạn chế cái việc mà chơi game quá mức ấy, thì chúng ta cũng phải hình dung là liệu ngoài cái việc chúng ta chỉ có đánh thuế thì có cái cách nào khác mà lại ít tác động hơn này, thậm chí lại hiệu quả hơn và đồng thời cũng đạt được cái mục tiêu
như chúng ta vừa nói, thì đây là một cái bài toán mà đòi hỏi hết sức cân nhắc. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là xét về cái cách, với cái cách tiếp cận như vậy, thì tôi nhận thấy rằng là cái trò chơi điện tử hay game online thì cũng có rất nhiều những cái, thậm chí là cái sự công bằng ấy, thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm dịch vụ khác mà tôi nhìn thấy nó cũng có nguy cơ gây ra những cái tác hại như là chơi trò chơi điện tử trực tuyến. Tôi lấy ví dụ như lướt Facebook hay là các trang mạng xã hội quá mức thì theo tôi nó cũng tạo ra những cái tác hại cũng không kém gì cái việc mà chúng ta gọi là chơi trò chơi điện tử trực tuyến. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn ông Phan Đức Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% là một trong những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng này. Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính vừa đưa ra hai phương án giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023. Phương án 1, giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%, còn 8%. Phương án 2, giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như đã áp dụng năm 2022 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về thời gian thực hiện, vụ chính sách thuế đề xuất kể từ khi chính sách được ban hành, dự kiến ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 566 ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức 5 đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Tháng 11 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức chiến dịch làm sạch mã độc không gian mạng năm 2023, tổ chức chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cơ bản vào tháng 7 năm 2023. Các cơ sở y tế của Hà Nội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, trích chuyển dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh theo quy định và khuyến khích người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh. Yêu cầu 100% cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn có đủ phương tiện, nhân lực, quy trình chuyên môn để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đặc biệt, các cơ sở y tế cần ra soát, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, dịch truyền, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật để phục vụ người bệnh. Đó là nội dung trong công văn 1345 của Sở Y tế Hà Nội về việc yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tiểu mục điểm báo ngày đầu tuần xin được bắt đầu với một bài viết trên báo Công an Nhân dân. Trong mục phòng chống diễn biến hòa bình đã nêu, trong thời gian qua thì các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng để tung ra luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông. Các đối tượng rêu rao rằng tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành hệ thống, bản chất và muốn chống không có cách nào khác là phải thay đổi cơ chế, phải xóa bỏ chế độ. Nhiều bài viết vu cáo rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên là đấu đá nội bộ, phe cánh, thanh trừng phe phái. Họ cố tình bôi đen việc thực hiện công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta, cho rằng việc xử lý nhiều không làm ai run sợ, không hề có tính răn đe, mà ngược lại, việc xử lý nhiều làm cho tình hình thêm phức tạp, nghiêm trọng. Khẳng định rằng với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự ủng hộ của nhân dân, cuộc chiến này đã có chuyển biến tích cực, rõ rệt và mang lại những thành quả quan trọng. Báo Lao động thông tin, với chủ trương phát triển nhà ở xã hội được ban hành, nhiều chủ đầu tư mong chờ gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Họ đánh giá đây có thể là một cú hích với phân khúc nhà ở xã hội.
Theo thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô khoảng 120.000 tỷ đồng. Với gói vay này, thì phía chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi. Chủ đầu tư là 8,7% một năm, còn người mua nhà là 8,2% một năm, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 tới. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng cần cơ chế để ngăn chặn việc trục lợi từ nhà ở xã hội, ví dụ như việc một số cá nhân mua đi bán lại chờ đầu cơ, chúng ta phải có công cụ để điều tiết hành vi đó. Cũng trên báo Lao động thông tin, theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 năm 2023 là 7 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố. 7 triệu đồng không thể lo cho gia đình. Đây là quan điểm của ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên báo Lao động chiều ngày 9 tháng 4. Theo ông, thu nhập 7 triệu đồng chỉ đủ để người lao động lo cho bản thân chứ không thể nuôi được gia đình, con cái. Mức thu nhập này không thể đảm bảo cuộc sống cho người lao động và rất cần thay đổi bởi đây là nguồn thu nhập quá thấp. Cũng theo ông Lợi, tương quan mức thu nhập 7 triệu đồng một tháng với ước mơ mua nhà ở xã hội là một khoảng cách rất xa vời. Cũng vì thế, trong chính sách về nhà ở xã hội phải thực hiện 3 phương án, một là mua, hai là thuê, ba là vừa mua vừa thuê, tức là thuê cho đến khi hết khấu hao thì thuộc quyền sở hữu của người thuê. Nếu không cân nhắc kỹ thì quy định giá sàn vé máy bay nội địa sẽ vi phạm thể chế quản lý giá theo nguyên tắc thị trường. Như vậy, để các nước chấp nhận là nền kinh tế thị trường sẽ vô cùng khó khăn. Đó là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, trong bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Theo ông, để trả lời cho câu hỏi có cần thiết phải quy định giá sàn vé máy bay nội địa, việc quy định trong luật không thể dựa vào ý chí, cảm tính hay là nhận định chủ quan mà phải dựa trên căn cứ của thể chế quản lý giá trong nền kinh tế thị trường cũng như các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.